Chiều ngày hôm qua, đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng với các sở ngành đơn vị liên quan họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức liên quan đơn ca tài tử quốc gia và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2022 tại thành phố Cần Thơ. Theo kế hoạch, dự kiến từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4 năm 2022, tức mùng 5 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch, tại thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra hai sự kiện kết hợp, đó là liên quan đơn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 năm 2022. Địa điểm tổ chức dự kiến diễn ra tại quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đối với liên quan đơn ca tài tử, dự kiến có 21 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia với các hoạt động như không gian đơn ca tài tử, thi nghệ thuật đơn ca tài tử, triển lãm nhạc cụ truyền thống dân tộc Việt Nam. Còn với lễ hội bánh dân gian Nam Bộ sẽ tổ chức khoảng 200 gian hàng bánh truyền thống, các sản phẩm OCOP của 21 tỉnh thành tham gia liên quan. Ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sớm phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở để ban hành văn bản chấp thuận về việc tổ chức lễ hội, quyết định thành lập ban tổ chức lễ hội, hoàn thiện kế hoạch để trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành và dự trù kinh phí. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nhằm quảng bá và bảo tồn phát huy di sản thế giới đơn ca tài tử Nam Bộ.